Alo bà con, bữa nay bây giờ là 3-4 giờ chiều kìa. À. Bây giờ em đang ở thành phố ra anh con bà con. Kêu bằng là trước cái tiệm này là tiệm truyền hình, đài truyền hình nổi tiếng nhất Nam Cali nha bà con. SCBN là nổi tiếng nhất Nam Cali trên đường ra anh con bà con. Ở Dương Lít với lại đường Rockhurst. Chắc khoảng chừng hai tiếng nữa là cả như là cái sân này là ngập người ta đi bộ hết, người ta cái như người ta đi em bữa nay ta có tổ chức một cái bằng là Tết Trung Thu rất là lớn cho Tết Trung Thu tuổi trẻ thiếu nhi bà con. Rồi bây giờ em tới sớm thì tại vì em có công chuyện tới sớm, em muốn hân hạnh gặp sư phụ em á, mà hẹn lúc đẹp sư phụ em đắt quá trời đắt, tivi gì đâu mà báo chí rồi mời sư phụ tùm lum hết giáo, sư phụ bỏ bê đệ tử tèm lem luôn. Trời ơi trời, sư phụ tên gì? sư phụ tên là Du Tăng Thích Minh Tánh, nó nổi tiếng nổi như còn mà con. Bây giờ tivi mời tivi đài lớn không à, còn mấy cái đài nhỏ nhỏ YouTube bây giờ là cả như là không có cửa đâu nghe con. Bởi vậy lúc này sư phụ nó chơi bà con, nó chơi đừng giận rồi bà, sư phụ không biết đâu, sư phụ không biết không chửi em chết nha bà con. Tính tại vì mình nói thật nói thẳng thì sư phụ nói thật nói thẳng nói đúng thì mà con người ta mới tin tưởng, người ta mới mời dữ vậy đó. Chứ bình thường mà nếu mà mình nói tầm tầm bậy tào lao người ta ai mời. Bởi vậy nó tóm lại bây giờ là em đang trước có trước đài truyền hình nổi tiếng SCBN này, khoảng chừng tiếng hai tiếng bên đây là ta kể như người ta đang tổ chức lễ Trung Thu đây là bọn đầy hết. Bây giờ em cơ hội em gặp hello sư phụ, bữa nay em gặp sư phụ em xin phỏng vấn chút xíu mà con, tại vì chút xíu người ta sẽ bị cái sân này là người ta đóng cái sân này người ta tổ chức lễ Trung Thu lớn lắm. Nghe con bạch mã con này là cứu vớt là dạy dỗ biết bao nhiêu học trò học sinh rồi đó bà con, thành người nè bà con. Con này có bạch mã của sư phụ nè bà con. Con này là cái bằng là nổi tiếng nè. Khơi vạn lý băng qua coi như là từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương á. Sư phụ có thể nào cho con biết về cái tiểu sử của con bạch mã này chút xíu sư phụ ạ? Cái con bạch mã này là con xếp hình này, cái con mà đầu tiên mấy chục năm về trước á. Mấy chục năm về trước là cái con kia bị từ New York trở về nó cháy rồi. Nó coi như là overheat luôn. Vậy đó, nó hư rồi, nó chạy hai mươi mấy năm rồi. Trời ơi, nó không biết bao nhiêu trăm ngàn mai nữa rồi. Đó, nó không biết coi như gần nửa triệu mai rồi. Gần nửa triệu mai nó hư rồi quý vị ơi, là coi như là nó nửa triệu mai rồi. Vậy đó quý vị thấy khủng khiếp không? Đó, 5.000 mai là từ đây qua coi như là 5,000 miles ago away from home. Đó, từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương đi coi như là trùng khơi vạn lý, đường xa dặn dặn dặm với chiếc xe trước nó cũng for đó, coi như là sư sư vô tình ấy, sư hữu tình for vô tình cùng nhau đều cứu độ, chẳng còn hữu còn vô. Đó là cái bài thơ. Ở chiếc xe này á, ở Mỹ mà không có xe thì giống như là què, không biết nói tiếng Anh giống như câm vậy đó. Vậy đó, bởi vì nên vậy còn không có cái phone á, là cũng giống như điếc vậy đó. Bởi vì nên cái phương đó là cái phương tiện quý vị, nếu mà không có chiếc xe làm sao mình chở kinh sách đây nè, cho coi kinh sách dạ quý dạ vị. còn con còn con mà không có sư phụ là cả như là về rừng đống củi. Đây 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 quý vị, à quá trời bà con, ăn ngủ trên xe luôn, hoàn toàn miễn phí không bà ngủ con ngủ trên xe nha quý vị. này Qua đây qua đây. Dạ này có người người ta kêu xây chùa cho qua sư phụ mà sư phụ không chấp nhận chùa nha bà con. Đây đây dạ đó quý vị thấy chưa, đó đó chính dạ sách đây hết đó, đây đó rồi ra sau này cái này là dạ sau đây đó quý vị ơi. Dạ hoàn toàn miễn phí của bà con. Đây này dạ không nè, không qua đây cái qua đây quay vô đây. Dạ à đầy đủ hết nha bà con, đây, sữa là cà phê là đầy đủ hết miễn phí bà con. Finish division chính yếu không có bán nha. Dạ. Người tu không có buôn bán, mà buôn bán không phải người tu. Dạ. Đó, đây. Dạ. Đó, quý vị thấy chưa? Đây. À, bà con thấy đầy đủ quá bà con. Đó, coi như là mình chất sẵn để mình cho cái... Đây là kinh sách nha. Kinh sách mà con, nếu mà homeless thì không phải là này nha bà con. Homeless là người ta đổ để đồ, thí dụ là đồ ngủ, đồ ăn, đồ tất cả vật dụng cá nhân nha bà con. Cái này là... Tại vì có nhiều người nói sư phụ em là homeless, nhưng mà này là không phải sư homeless, tại vì homeless đó là mình nhìn mình biết liền, đồ tùm lum cá nhân giáo, cái này là kinh sách, nhìn là kinh sách không bà con. Đây đó. Dạ. Sư là missionary, sư là international, national, traveling missionary, Buddhism. Sư là du tăng quý vị ơi,
du tăng là du tăng, cái người du tăng nó khác với du tăng khất sĩ nha, chứ không phải là khất cái. Khất cái là tà sư ác tăng, khất cái, khất cái là đi xin đi kiếm tiền, còn người du tăng không có được, người du tăng không có đi kiếm tiền. Kiếm tiền không phải người tu, người tu không có làm business, người tu không có buôn bán làm business không phải là người tu, cái đó đội lớp thầy chùa thôi, lũng đoạn trong Phật giáo. Đó, cái đó là buôn thần bán thánh, mượn đạo tạo đời. Người tu á, tu tăng có bốn phẩm tăng, thứ nhất là thắng đạo sa môn, thứ hai là thuyết đạo sa môn, thứ ba là hoạt đạo sa môn, thứ tư là ô đạo sa môn. Thứ nhất là thánh tăng thì người thường khó mới gặp được, thứ hai là thiện lành chánh chân tăng cao tăng, thứ ba là phàm tăng, nhưng mà thứ tư là tà sư ác tăng quốc danh tăng thầy chùa lửa. Bây giờ quý vị thấy rõ rồi, nó hiện hình lên hết. Từ khi có thần tăng Thích Minh Tuệ đó, tà sư ác tăng quốc danh tăng thầy chùa lửa nó hiện hình lên hết. Nó quỷ sống nó đi ngời ngời ở ngoài đường luôn, như vậy nó hiện hình, nó không còn sợ ánh sáng của mặt trời nữa nghe quý vị. Bây giờ nó hiện hình lên nó đi. Đó, cái chiếc xe này đi từ Nam chí Bắc, từ Long Sang tây nước Mỹ, quý vị biết là từ Việt Nam xưa mấy chục năm nay rồi. Đó, cái áo này mặc mấy chục năm rồi chứ không phải mới đây. Mới đây đó mới phải mới đây, cái áo này mấy chục năm rồi. Sư Minh Thệ mới có mấy năm nay thôi. Mới có coi như là đầu năm nay làm nổi bật, coi như là thế giới chấn động thiên địa trời đất. Đó, tại sao vậy? Tại sao Minh Thệ? Minh Thệ có bốn cái mà người ta kính ngưỡng, coi như là danh không ham, lợi không muốn, tài không màng, sắc không nhiễm. Minh Tuệ có ngũ lực là tính tấn niệm định tuệ. Giờ đó tính tấn niệm định tuệ, tính lực tấn lực, niệm lực định lực và tuệ lực. Vậy đó, Minh Tuệ có coi như là không tham lam, không sân hận, không si mê. Giờ đó rồi không ngã mạn, không cống cao ngã mạn, không nghi ngờ và không ác kiến, tham sân si mạn nghi ác kiến. Minh Tuệ đó, vậy đó. Bởi vậy nên mọi người kính ngưỡng, mà du tăng cũng kính ngưỡng vô cùng. Đó, để nói lại chiếc xe này, sư xuất thân là mấy chục năm nay từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương, từ Việt Nam qua Campuchia, từ Campuchia qua Thái Lan, Thái Lan qua Philippines, từ Philippines qua Tokyo, từ Tokyo qua Hồng Kông, qua Australia, Germany, France, Canada, đi khắp các nơi trên thế giới, từ Pacific Ocean qua Atlantic Ocean, từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương, quý vị ơi, là từ coi như là từ California, rồi qua coi như là Oregon, Portland, qua Washington, Seattle, Idaho, Montana, rồi qua Wyoming, rồi qua Colorado, rồi Nebraska, Iowa, xin lỗi quý vị, là Minneapolis, rồi xuống là Wisconsin, rồi qua Chicago, Michigan, coi như là Ohio, rồi qua coi như là Virginia, coi như là Maryland, rồi Maryland, Washington, rồi coi như Delaware, rồi qua bên coi như là đi miền Bắc á, miền cái đó là gọi là Đông Bắc, là New Jersey, New York, coi như là Boston, coi như là đi Boston, vậy đó, đi coi như là Massachusetts, và dạ, Massachusetts quý vị ơi, Maine, coi như là Manhattan, you know, dạ, rồi bao nhiêu tiểu bang, rồi xuống nó từ phương Bắc đầu mấy tiểu 13 tiểu bang đầu tiên ở Đông Bắc, rồi xong rồi xuống tới coi như là Florida, rồi trở về Alabama, rồi coi như Mississippi, rồi Louisiana, rồi tới coi như là Texas, rồi đó, rồi coi như là Kentucky, Tennessee, rồi Indiana, trời ơi nó đủ thứ hết trơn á, rồi cái xong rồi bắt đầu về lại coi như là Arizona, rồi trở về coi như là băng qua coi như là Ohio, Oklahoma, rồi trở về đây, thủ phủ là San Francisco quý vị ơi. Đùng khơi vạn lý, đường xa vạn dặm, du tăng mà. Du tăng là nhất bác thiên gia phạn cô thân vạn lý du, trì vi sanh tử sự giáo hóa độ xuân thu, nghĩa là bình bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, chỉ vì chuyện sanh tử giáo hóa độ người qua. Đó là du tăng khất sĩ. Mà còn làm ngược lại là tà sư ác tăng khất cái. Khất cái là đi xin đi kiếm tiền. Đó là du tăng khất sĩ. Đó. Bởi vì sư nói rồi, tăng có bốn phẩm tăng là thắng, coi như là bốn
Phẩm Tăng là coi như là Thắng Đạo Sa Môn, Thuyết Đạo Sa Môn, Hoạt Đạo Sa Môn và Ô Đạo Sa Môn. Thứ nhất là Thánh Tăng thì người thường khó mà gặp được. Thứ hai là Thiện Lành, Chánh Chân Tăng, Cao Tăng. Thứ ba là Phàm Tăng, nhưng mà thứ tư là Tà Sư, Ác Tăng, Quốc Danh Tăng, Thầy Chùa Lửa. Bởi vậy quý vị muốn đi đường nào thì tùy quý vị, phải hiểu, phải biết nha quý vị. Bởi vậy quý vị phải hiểu, phải biết. Còn Sư Du Tăng Thích Minh Tánh là cũng như là đi truyền giáo. Đi truyền giáo quý vị ơi, mấy chục năm rồi chứ không phải mới đây. Mấy chục năm rồi đi khắp các nơi trên thế giới, đi trùng khơi dạng dí, dạng lý, đường xa dạng dặm, dạng dặm. Đây là cũng là một cái nhân duyên, đây là một cái nhân duyên thôi. Cái gì nó cũng có, phải có cái nhân duyên và nhân quả. Thì hôm nay đó, hôm nay là coi như là cái ở coi như là SVTN nè, kế là SET, SET, SET là TV SVTN là coi như là Trúc Hồ với Diệu Quyên quý vị ơi. Hai người đó đối với ai không cần biết, đối với sư rất là dễ thương. Đó, sư nói thật vậy đó, bởi vì nên sư cũng làm việc ở đây là cũng như nhiều năm rồi vậy đó. Bởi vì nên sư chỉ chia sẻ một đôi điều để cho quý vị thấu hiểu. Rồi với coi như là cái lễ Trung Thu này, cái lễ nhân cái mùa lễ Trung Thu này đó, nhân cái mùa lễ Trung Thu, mà Trung Thu á, nói đến Trung Thu á, là quý vị phải nhớ đến Ngưu Lang Chức Nữ hay là coi như là Hằng Nga với chú Cụi, phải không? Yeah. Hằng Nga chú Cụi Trung Thu mà quý vị. Yeah. Bây giờ mình nói là Hằng, nói Hằng Nga, bây giờ Trung Thu này á, sư con Du Tăng Thích Minh Tánh xin kính trình lên coi như là Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là kính trình lên ông bà cô bác anh chị em coi như là trong và ngoài nước, là cũng như là phải có một cái chính sách khoan hồng, để mà coi như là chính sách khoan hồng thả coi như Nguyễn Phương Hằng. Thả Nguyễn Phương Hằng, tại Nguyễn Phương Hằng làm chấn động đó, đúng ra là thả ngày 2 tháng 9, nhưng mà thôi lễ Trung Thu này là ký cái một cái sắc lệnh để coi như là cho Nguyễn Phương Hằng được tự do. Nhất tại tù như thiên thu tại ngoại, đó một ngày ở tù như ngàn năm ở ngoài, bây giờ cho Nguyễn Phương Hằng để ra. Tại vì Nguyễn Phương Hằng đó là cái vụ mà sao kê đó, là cũng như là mấy người coi như nghệ sĩ mà làm lừa đảo người ta đó, thì đó cái là đó ai cũng biết hết trơn á, đó là cái đó là Đàm Vĩnh Hưng nè, rồi với coi như là Hoài Linh nè, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng với Trấn Thành đó, rồi nghe nói còn nhiều nghệ sĩ khác nữa lừa đảo người ta, lấy tiền của người ta coi như là vậy đó, rồi giấu giếm của người ta, rồi đó, nhận tiền của người ta năm này mà tới năm sau mới cho người ta đó, bị cô Nguyễn Phương Hằng là lôi ra sao kê đó, rồi mới sợ hãi rồi mới làm như vậy để cho cô Hằng. Bây giờ cô Hằng đó là chấn động nước Việt Nam, là cũng như là một con người đàn bà dám ăn dám nói, và coi như ngoài đại từ đại bi, đại hỷ đại xã, đại hung đại lực mà đại liều mạng nữa đó, dám ăn dám nói rồi vô tù luôn. Nhưng mà đụng tới ông Mãi là coi như là Trung ương Đảng Cộng sản, bởi vì vô tù, bởi vì cái đó cũng là một cái đó là sát kê hết hầu, giết gà để dọa khỉ đó quý vị. Rồi xong rồi thôi đó, xong rồi bây giờ có Thần Tăng Thích Minh Tuệ. Thần Tăng Thích Minh Tuệ là một cái gương sáng, cái gương chiếu yêu, là một cái hiện tượng trong trời đất, là chấn động thiên địa, làm coi như là Tà Sư, Ác Tăng, Quốc Danh Tăng, Thầy Chùa Lửa chấn động coi như sợ hãi vô cùng với cái thần giáo Du Tăng Thích Minh Tánh là truyền giáo đó. Mỗi người có một cái cách tu hành và cái hạnh nguyện khác nhau. Thì bây giờ hôm nay là nhờ có cô Hằng, nhưng đó đối với coi như là mặt trận giải phóng đó, mặt trận tổ quốc gì đó, mặt trận tổ quốc đó, bây giờ là khuyên tiền để mà cứu trợ với cái không có cái trên thế giới này không có mà cái không trên thế giới này nè quý vị, mà không có cái người nào mà cái ruột dài bằng người Việt Nam. Người Việt Nam cái ruột dài lắm đó quý vị. Cái này sao vậy bà? Là tại sao răng bằng ruột dài là phải ăn chay, còn răng nhọn ruột ngắn là ăn thịt. Mà cái người Việt Nam mà nó đặc biệt cái ruột dài lắm, tại vì cái khúc ruột nghìn dặm khúc ruột nghìn dặm, hỡ có bị tai nạn gì là cầu nguyện rồi coi như là xin xỏ Việt Kiều không đó. Mà trong khi đảng và nhà nước không lo, nó giàu quá trời, nó giàu sụ luôn, nó giàu khủng khiếp, nó cả ngàn tỷ, ngàn triệu tỷ, mà nó giàu khủng khiếp mà nó không có bỏ tiền ra đó. Cái này là Nhật Vương nè,
đó phải Nhật Vương nè, Vương nè, VinFast nè, tất cả các tỷ phú đại gia phải đóng góp vào đó. Mỗi người là coi như là phải ít nhất cũng là coi như là cho 100 tỷ đó. Đó mấy người đó phải họp lại 100 tỷ để coi như là cứu trợ con người ta, chứ mấy người phải có trách nhiệm. Trời ơi, nó giàu quá, giàu gì gì bán nước bán đất gì coi như là dân hoang. Trời ơi, nói đó rồi cho mướn Trung Quốc, cho mướn rồi hải đảo lãnh đạo gì tiêu hết trơn á. Đó, tiền nó quá trời tiền luôn. Bây giờ những người đó phải có, bây giờ đây là cái cơ hội, đây là cái sự từ thiện. Đây là những người đó phải dùng cái đồng tiền của mình để ăn năn sám hối, phải bỏ ra đi, chứ không bỏ ra đó là cái tiền mất tật mang mà coi như là tai họa tới đó. Đó, quý vị phải lấy cái đồng tiền đó để giúp đỡ dân chúng, để làm lợi ích cho chúng sanh. Đó, bây giờ đó thì sư nói đó đã nhờ cô Hằng mà làm coi như là cái vụ sao kê này đó, đó mặt trận tổ quốc đó mới coi như là sao kê rõ ràng. Mà không biết nữa, hồi xưa đó mấy người mà lừa gạt mấy coi như là showbiz đó, là mấy người mà coi như là nghệ sĩ đó lừa gạt người ta rồi từ thiện đó, rồi bỏ túi một mớ rồi làm giàu đó. Ví dụ lừa gạt thì có bà Hằng đó, rồi có đảng. Bây giờ đó mặt trận tổ quốc làm thì ai là người kiểm soát đây? Đó, cái câu hỏi đó thì tùy quý vị đó. Mà chơi thì đừng có rung thì đừng có chơi, mà cho rồi không có hối tiếc, cho rồi không cần mong báo đền mới thật sự là cho. Nghe quý vị, cho dưới tấm lòng, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng. Cảm ơi thương với loài chanh, ngọt chua tuy khác nhưng lá cành giống nhau. Nghĩ thương loài giống đồng bào, cùng chung thế giới, ghét nhau sao đành. Đó, mình giúp người là giúp mình hại người là hại mình đó. Nghe quý vị, bây giờ là coi như vậy đó. Bây giờ là coi như là cái nước Việt Nam mình đang bị bão tố. Cái đó là cũng chẳng qua là cái nghiệp hồi trước đó, nó cả ngàn cái sấm sét á, là cái đó là cái lời cảnh báo mà người ta không biết sau này bị cái trận lũ lụt tàn sát này kia. Mà cái khi mà mình bị cái nạn nước á, đó là coi như là do Trung Quốc nó xả lũ nó làm dân mình coi như là khủng khiếp chưa quý vị. Dân nó chết một lần rồi nó xả lũ, tại vì mình ở dưới mà, bởi vì ở trên nó xả xuống thì ở dưới phải chịu, bởi vì nên quý vị phải hiểu rõ. Mà cái nhân quả nha quý vị ơi, thì ai mà bị chết vì nạn nước, đó là tượng trưng, nước là tượng trưng cho sự tham lam. Đó là nạn nước, là bị coi như là thủy đồ, đó là nạn tham lam. Còn hỏa đồ là bom đạn cháy rừng, đó là coi như là cái quả báo là coi như sân hận, nóng giận, chém giết, tranh giành, đoạt lợi. Đó, một cái tham lam, một cái sân hận, đó là nước với lửa. Còn thứ ba là cuồng phong bão vũ, đó là si mê. Còn động đất sụp đổ, đó là cống cao ngã mạng. Đó, quý vị phải biết, bất cứ chuyện gì nó cũng có cái nguyên nhân, nó cũng có nhân duyên và nhân quả, bởi vì quý vị phải hiểu rõ. Đó, bây giờ cái ngày lễ trung thu này, bây giờ một chút xíu nè, ở đây là đó, cái ngày lễ trung thu đó là xin kể cho quý vị nghe một chuyện để quý vị hiểu rõ coi như là lễ trung thu này. Cái ngày lễ trung thu đó là ngày xưa quý vị biết là đạo nho là cho gia đình, đạo nho là cho gia đình, đạo khổng là cho Khổng Tử đó, là cho đất nước, Lão Tử là tu tiên, còn đạo Phật mới giải thoát. Quý vị phải hiểu rõ phải ngọn ngành về cái này. Ngày xưa Lão Tử coi như là Lão Tử ngay cái lễ trung thu này bấm độn, biết coi như là mẹ mình sắp chết, nên Lão Tử mới hạ sơn từ trên núi dẫn đồ đệ về quê hương để thăm lại mẹ mình. Thì thường thường đó là cái lễ trung thu đó, thì thường thường ngày xưa là con nít đó nó hay mặc áo xanh áo đỏ, là Tết trung thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường vậy đó. Rồi Lão Tử già rồi, cả trăm tuổi rồi, mẹ là gần 120 tuổi, Lão Tử mới có mặc áo xanh đỏ, cầm cái đèn lồng đi vòng vòng mẹ, vừa đi vòng vòng vừa hát nhảy tưng tưng, Tết trung thu em đốt đèn đi chơi. Khổng Tử muốn làm như vậy để cho mẹ vui,
thì mẹ, người mẹ nói trời ơi con lớn rồi, con già rồi mà còn Tết Trung Thu gì nữa, con mặc áo xanh đỏ. Tại vì lão tử muốn cho mẹ mình vui, mẹ vui quá cái mẹ đứt gân máu mẹ chết luôn. Tại vì á, tại vì Khổng Tử bấm độn biết được mẹ mình không có sống lâu. Mẹ mình coi như là cái ngày lễ Trung Thu này mẹ mẹ mình sẽ coi như là từ giã cõi đời. Nên nên lão tử mới coi như là mặc áo xanh đỏ để về báo hiếu cho mẹ. Thì xong rồi lão tử mới coi như là chất mẹ, mẹ ngồi chết trên giường mới chất củi, tại vì hồi xưa ở những cái nhà tranh đó quý vị, vách lá nhà tranh, không coi như lão tử chất củi lên rồi đốt mẹ luôn, là cũng như là thiêu luôn xác thân của mẹ. Rồi xong lão tử mới đi xuống núi đi về đó, đi về thì lão tử đó, đi về lão tử mới coi như là chấp té. Dấp, khi mà lão tử dấp té đó thì gãy răng, dấp té thì gãy răng mà coi như máu ra dầm về đó. Đệ tử, các đệ tử đồ đệ mới đỡ lão tử lên, nói là trời sư phụ ơi, sư phụ bể răng rồi máu chảy dầm về, sư phụ có sao không, hỏi vậy nè. Lão tử lại lạ đời, lão tử nói cái lưỡi còn không, nè các con coi cái lưỡi còn không. Các đồ đệ nói trời cái răng gãy mà không lo, mà lo cái lưỡi làm sao. Mà Khổng Tử để, lão tử để lại cho đời là nghĩa là cái răng nó cứng, nó bị gãy, còn cái lưỡi nó mềm, nó còn. Đó là Du Thắng Cường, Dược Thắng Cường, để lại một cái bài học cho hậu thế, là cũng như là Du Thắng Cường, Dược Thắng Cường. Thế ông cứng á, cứng là bị gãy, bị bể liền, còn còn mà mềm á, là còn. Quý vị thấy cái lưới B-40 của Mỹ không? Cái lưới B-40 của Mỹ á, coi như là Satan nè, coi như là cứng cỡ nào, nó coi như là bom, nó coi như là để vô một cái là coi như là banh sát cái Satan liền. Nhưng mà cái lưới B-40 đó, tại nó dùng nó có lỗ nè, khi mà đạn mình bắn vô đó, bắn vô cái nó dội ra, nó nổ tung mà nó không có xuyên thủng được. Bởi vì nó hay không, Du Thắng Cường, Nhược Thắng Cường, giảnh giác sĩ phúc phiền lòn trình thu giáp hồ hỏi phục thiên hưu, nghĩa là một khi nhẫn gió yên sóng lặng, nhường một bước là biển rộng trời cao. Be patient. Đó, cái sự nhẫn nhục cái, ngay cái ngày lễ Trung Thu này quá hay quý vị ơi. Thôi con Du Căn Thích Minh Thánh. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Con Du Căn Thích Minh Thánh thành tâm cầu nguyện cho quê hương tổ quốc đất nước Việt Nam cùng Hoa Kỳ. Con Du Căn Thích Minh Thánh thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an, cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài pháp giới được trọn thành Phật đạo, ủ phẩm hàm linh đăng bí ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Nguyện đem công đức lành hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều được trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư phụ ơi, sư phụ nãy giờ chia sẻ hay quá, con ngồi con nghe con mê mê mà con không có phát biểu hỏi sư phụ được. Giờ sư phụ cho con hỏi dài câu dài điều nữa sư phụ. Nó dài chứ con, nó dài chưa, coi như là nó dài ngắt khúc đi rồi mình qua cái đề tài khác.